Ok, chào mừng các bạn trở lại với channel. Và trong cái quá trình tiếp xúc làm việc với nhiều khách hàng thì đây cũng là một câu hỏi mà mình cũng nghe khá nhiều và cũng tư vấn khá nhiều. Thì với cái tài chính từ 400 đến 500 triệu thì chúng ta nên lựa chọn cái mẫu xe gia đình, thông thường là xe sedan gì. Vậy thì cùng xem Honda City phiên bản cao cấp nhất, phiên bản 1.5 top hiện nay 2020 rồi, nhưng tuy nhiên thì Honda Việt Nam vẫn chưa công bố gì về thời gian ra mắt cũng như là mức giá dự kiến của chiếc Honda City đang được bày bán ở trên thị trường Thái Lan. Thì chúng ta cứ căn cứ theo cái chiếc Honda City hiện nay, vì cảm quan là của mỗi người là khác nhau, cho nên là cái bản mới cũng như thiết kế mới chưa chắc nó sẽ được đón nhận nhiều thôi, mình nghĩ vậy. Nhưng cũng sẽ có người thích cái thiết kế cũ của Honda và vẫn có nhu cầu tìm hiểu xem hàng tháng thì Honda City chúng ta sẽ vay trả góp như nào. Thì ok, hiện nay thì Honda City chúng ta sẽ có 3 phiên bản chính với cái mức giá dao động khoảng từ 550 đến hơn 600 triệu. Và mình sẽ làm căn cứ ở trên phiên bản Honda City cao cấp nhất, Honda City cao top đó. Thì hiện nay đa phần khách hàng thì sẽ có hai phương án chính, một là vay với mức vay vừa phải và cái thời gian vay không quá lâu. Ở đây mình có một bảng tính đây rồi, như quý vị bạn đã thấy trên màn hình, thì đây là cái gói vay ưu đãi dự kiến thôi. Và hiện nay cái ngân hàng vay cũng khá tốt, nó khác với Toyota. Riêng Toyota hay Lexus thì họ có tổ chức tài chính riêng và cho khách hàng vay mua xe của họ trên những cái gói cho vay trong hãng cung cấp. Tuy nhiên với các hãng xe khác như Honda, Ford, Mitsubishi thì chúng ta sẽ vay các ngân hàng ở ngoài, và thông thường được lựa chọn nhiều nhất và hợp lý nhất thì sẽ là ngân hàng thương mại cổ phần. Chúng ta có VIB này, Tiên Phong Bank này, VB Bank này, khá là nhiều. Và hiện nay thì Shinhan Bank của Hàn Quốc cũng rất tốt, tuy nhiên thì đòi hỏi hồ sơ hơi khó một chút. Và hiện nay thì trước mặt các bạn thì đang là gói vay ưu đãi dự kiến của ngân hàng quốc tế VIB, và mình thấy gói này cũng đang khá hấp dẫn và cũng có nhiều ưu đãi hơn. Thì mình sẽ làm mẫu cho quý hàng trước trong cái video này. Ok, thì mình đến với cái phần vay trả góp mua xe. Thì hiện nay Honda City nó là chiếc xe con, và với cái mức cho vay hiện nay của các ngân hàng thì chúng ta sẽ vay tối đa được khoảng 80% giá trị xe, tức là 480 triệu. Và thời gian vay thì sẽ là mình cứ cho tối đa là 84 tháng, tức là 7 năm. Đó, thì kỳ hạn trả hay thời gian trả thì chúng ta thông thường hiện nay thì ngân hàng sẽ làm cho chúng ta một tài khoản ngân hàng và hàng tháng họ sẽ trừ tiền cho tài khoản đó. Thế này thì VIB đã có cái lãi suất hỗ trợ cho một năm đầu tiên với chương trình vay xe đang là 0.8% và cũng đang khá là tốt so với mặt bằng chung hiện nay. Với 0.8% thì và cái mức vay gần 500 triệu như này thì đây, hàng tháng chúng ta sẽ trả cả gốc cả lãi sẽ dao động vào khoảng 9.5 triệu, với tiền gốc là 5.7 triệu và tiền lãi sẽ dao động trung bình là khoảng 3.5 triệu. Đó, mình tính trung bình thôi. Và cái tháng cao nhất sẽ không phải là tháng đầu tiên quý hàng trả mà là tháng thứ 13, khi mà biên độ lãi suất trở về cái mức thả nổi và dao động thông thường từ khoảng 10 đến 10.1 đến 1.1%. Tuy nhiên thì cái chương trình hỗ trợ và cái lãi suất thả nổi này nó không cố định ở trên video như mình đang làm như này, mà nó sẽ thay đổi liên tục, thay đổi theo ngày, nhất là trong cái thời điểm mà dịch bệnh Covid chúng ta vẫn đang ảnh hưởng đến kinh tế như này. Để được cái hỗ trợ tốt nhất và sát nhất với cái lãi suất và giá bán xe cũng như là chương trình trả góp thì quý hàng vui lòng liên hệ trực tiếp theo hotline mà đang hiện hiển thị trên màn hình như này. Đó, đây là với cái số tiền vay tối đa là 480 triệu. Và với cái mức vay như này thì chúng ta sẽ trả bao nhiêu cho cái tiền hoàn thiện xe. Ở đây mình cũng đã làm sẵn một bản rồi. Đây là cái chi phí hoàn thiện hiện nay ở tỉnh Bắc Ninh. Với
chiếc Honda City 1.5 phiên bản top thì cái mức niêm yết của chi cục thuế hiện nay đang quy định là 604 triệu, và cái tiền thuế trước bạ 10% thì chúng ta sẽ hết 60.400.000, và các chi phí liên quan như là bảo hiểm trách nhiệm dân sự này, chi phí cấp biển này, với ở tỉnh thì sẽ dao động từ 1 triệu đến 2 triệu tùy tỉnh thành, và ở Hà Nội chúng ta sẽ hết 20 triệu cho xe con, 500.000 cho xe bán tải. Đó, phí đăng kiểm với xe cá nhân thì chúng ta đăng ký được tối đa được 30 tháng, từ 2 năm rưỡi mới cần đi đăng kiểm, và mức phí dao động cho 12 tháng sẽ là 1.560.000. Khi vay mua trả góp thì trong quá trình vay khách hàng bắt buộc phải mua bảo hiểm thân vỏ, và theo tư vấn của mình thì chúng ta nên lựa chọn bảo hiểm thân vỏ trong hãng. Đó, cái giá trị nó có thể cao hơn một chút thôi, chỉ vài trăm nghìn thôi, tuy nhiên thì vì là xe mới nó sẽ ảnh hưởng đến quy trình bảo hành bảo dưỡng sau này, thì quý khách hàng tốt nhất hãy nên lựa chọn bảo hiểm ở trong hãng. Và cái chi phí hoàn thiện xe đi kèm với đó là cái chi phí dịch vụ, nó tùy vào tỉnh thành sẽ dao động từ khoảng từ 3 triệu đến 4 triệu rưỡi 5 triệu tùy vào tỉnh thành và tùy vào loại xe. Đó, thì hiện nay cái phiên bản Honda City cả bảo hiểm thân vỏ hoàn thiện mình cứ cho nó sẽ dao động vào khoảng 75 triệu đi. Và với cái mức vay 480 thì chúng ta sẽ còn 120 triệu tiền xe, đúng không ạ? Chưa kể khuyến mại nhé. Mình cứ tính giá không khuyến mại thì chúng ta còn 120 triệu tiền xe, cộng với 75 triệu thì chúng ta sẽ cần 195 triệu để hoàn thiện chiếc xe Honda City vay tối đa và chưa trừ khuyến mại. Đó, hiện nay thì nếu mà trừ khuyến mại đi thì chắc quý khách hàng sẽ cần phải bỏ ra khoảng, mình nghĩ sẽ rơi vào khoảng tầm khoảng 165 đến 175 triệu loanh quanh khoảng đó. Và ở cái mức vay thứ hai, nó là mức vay 200 triệu và trong khoảng thời gian từ 3, 4 hoặc là 5 năm thì mình cứ cho thời gian vay đây là 4 năm đi, đó là 48 tháng. Và đây, chúng ta có thể thấy cái tiền gốc, cái tiền lãi sẽ tính theo tiền gốc giảm dần và cái tiền lãi cũng sẽ giảm dần. Đó, thì hiện nay với các ngân hàng bình thường thì sau thời gian vay tối thiểu từ khoảng 3 đến 5 năm thì chúng ta sẽ không bị phạt nếu như chúng ta thanh toán tất toán toàn bộ xe, lấy lại giấy tờ gốc. Đó, nó tùy thuộc vào từng ngân hàng và từng thời điểm riêng, cho nên là để cập nhật tốt nhất thì quý hàng vui lòng liên hệ trực tiếp theo hotline. Đây là sơ qua về cái hai mức vay mà mình thấy nhiều khách hàng sẽ lựa chọn vay. Một là vay với cái mức không quá nhiều, đó, hàng tháng chúng ta sẽ trả dao động từ khoảng 5.5 triệu đến 5.7 triệu. Hai vợ chồng, chồng 4 triệu còn lại thì vợ 1.5 triệu, cũng hợp lý. Còn với khách hàng họ đang đầu tư, họ thật ra họ có tiền mua xe rồi, ai mua xe rồi họ cũng tính toán hết rồi, có tiền mua xe, họ đang đầu tư, tuy nhiên thì cái số tiền đầu tư họ chưa về ngay mà nhu cầu đi xe thì lại cần đến, thì họ sẵn sàng họ vay với mức vay tối đa và cái thời gian lâu nhất để cái hàng tháng họ trả được cái gốc lãi ít hơn. Đó, ví dụ như chúng ta vay tối đa 480 nhưng hàng tháng mình chỉ vay trong vòng 5 năm thôi chẳng hạn, 60 tháng thì hàng tháng mình trả lên đến 11 triệu 7 cơ, cao nhất thì có thể lên đến đây 11 triệu 8, thì họ muốn hàng tháng cái khoản trừ nó, khoản chi cho cái ngân hàng nó ít đi và chờ đến một thời gian nào đó thì số tiền họ đầu tư sẽ quay lại và họ sẽ tất toán mua xe. Đó là hai trường hợp khách hàng cơ bản quý khách hàng có thể tham khảo khi mà mình tiếp xúc làm việc với khách hàng. Đó, thì chi tiết nhất về giá bán cũng như là cái khuyến mại thì quý khách hàng vui lòng liên hệ theo mình, là liên hệ trực tiếp cho mình hoặc bên ngân hàng mà mình đang để trên video như này. Mua nhà, mua đất, mua xe, đó, chúng ta đều có thể vay ngân hàng và mọi thứ nó sẽ thay đổi liên tục, nhất là trong thời điểm dịch bệnh đang khó khăn như này. Chúng ta chỉ tham khảo thôi. Rồi, video về các xe khác, về các khoản vay cần phải trả hay là hàng tháng trả bao nhiêu cho các mẫu xe còn lại, mình sẽ cố gắng làm và ra video đều đặn, hy vọng quý khách hàng sẽ ủng hộ. Đó, xin cảm ơn và hẹn gặp lại.